Gia chủ có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên để tăng phước báo hay không? Xem ngay kẻo rước họa vào thân, tiền bạc đội nón ra đi. Xin được mến chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy hàng đầu về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một trong những nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam ta đang ngày càng được phát triển và được lưu giữ. Những giá trị tốt đẹp đó chính là phong tục uống nước nhớ nguồn, thờ cúng ông bà tổ tiên. Bàn thờ tổ tiên chính là nơi để cho con cháu nhớ ơn những người đã khuất và hy vọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống đến với mình. Bàn thờ càng sạch sẽ thì gia chủ càng có nhiều phước báu, theo đó mà nhiều người thường băn khoăn là có nên lau chùi bàn thờ một cách thường xuyên hay không. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ cùng với quý vị, chúng ta cùng đi khám phá ý nghĩa thực sự của việc có nên lau chùi bát hương cũng như là bàn thờ thường xuyên hay không. Và từ đó sẽ giúp cho quý vị giải đáp được những thắc mắc của bản thân và có thêm những thông tin hữu ích. Trước khi nghe nội dung chi tiết mà chúng tôi chia sẻ thì xin mời tất cả quý vị hãy like video này và đồng thời đăng ký theo dõi kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất từ kênh, cập nhật những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong mỗi gia đình người Việt, vị trí cao giáo và sạch sẽ nhất sẽ là nơi đặt bàn thờ gia tiên. Từ lâu bàn thờ gia tiên đã trở thành nét đẹp tâm linh trong nền văn hóa Việt Nam. Nơi đây chính là nơi để con cháu có thể nhớ về những người đã khuất trong dòng họ tổ tiên, cũng như nhớ về công ơn sinh thành. Chẳng ai có thể biết rằng bàn thờ gia tiên đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng luôn có mặt trong một nếp sống, mọi văn hóa, lịch sử và trong cả những câu chuyện xa xưa để lại. Bàn thờ là nơi hội tụ linh thiêng, linh khí của cõi âm và cõi dương nên luôn được con cháu thờ cúng một cách trân trọng. Đây cũng chính là nơi để mỗi người hướng về cội nguồn và là lẽ sống tốt đẹp nhất. Bên cạnh đó, bàn thờ cũng chính là nơi để con cháu gửi gắm những hy vọng về may mắn và bình an trong cuộc sống. Có thể nói, bàn thờ mang một ý nghĩa trọn vẹn về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Đây cũng chính là sợi dây kết nối giữa những người sống và những người đã khuất, đồng thời cũng là sự kết nối với quá khứ và hiện tại cho đến tương lai. Đây cũng chính là nơi để chúng ta có thể thể hiện sự hiếu thảo biết ơn và thể hiện được sự tín ngưỡng của việc thờ cúng. Dù bàn thờ đơn giản hay là những mẫu bàn thờ cầu kỳ đều có những chuẩn mực mà con cháu cần phải tuân thủ. Như đã đề cập ở trên, bàn thờ chính là vị trí linh thiêng trong mỗi gia đình và cũng là nơi mang lại những điều may mắn và tài lộc cho gia chủ theo quan niệm tâm linh của người phương Đông. Chính vì thế mà việc lau chùi bàn thờ không được tiến hành qua loa, đại khái mà cần phải được thực hiện đúng cách và thể hiện được tấm lòng tôn kính của gia chủ đối với bề trên. Trong quá trình lau chùi, nếu phạm phải những điều cấm kỵ, gia chủ sẽ dễ gặp phải những điều kém may mắn. Theo đó, với sự quan trọng này mà không ít người đã và đang học cách dọn dẹp bàn thờ sao cho đúng với phong thủy và cẩn thận nhất. Trong đó có nhiều người thắc mắc có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Thực tế có nhiều người quan niệm bàn thờ càng sạch càng thể hiện được sự hiếu thảo của gia chủ, từ đó tăng thêm tài lộc và phước báu cho các thành viên. Tuy nhiên, các nhà phong thủy cho rằng bạn chỉ nên lau chùi và dọn dẹp bàn thờ khoảng 2-3 tháng một lần mà thôi. Trong quá trình lau chùi này, bạn cũng nên nhớ không nên lau chùi tổng thể mà chỉ nên lau chùi bao sái bàn thờ. Việc lau chùi tổng thể chỉ nên tiến hành 1 năm một lần. Lau chùi bàn thờ hay là cách nói của nhà Phật là bao sái bàn thờ, đó là chỉ việc lau dọn bát hương vào dịp cuối năm hoặc vào ngày 23 hàng tháng. Bạn cần phải lưu ý là không lau bàn thờ với tần suất liên tục vì đây là khu vực đặt bát hương, là vị trí hội tụ linh khí của cõi âm và cõi dương. Do đó bạn nên hạn chế xê dịch để ảnh hưởng đến bề trên và đem đến những điều không may mắn. Chính vì thế, khi thắp hương bạn chỉ nên vệ sinh bàn thờ sao cho sạch sẽ và không bị dính bụi bẩn là được. Điều này cũng giúp cho bạn thể hiện được tấm lòng của mình đối với tổ tiên và các vị Phật trong nhà. Vậy thì việc lau bàn thờ như thế nào mới đúng chuẩn nhất? Việc lau bàn thờ tưởng như là điều rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều vấn đề tâm linh sâu sắc. Bởi vậy, các gia chủ đều nên hết sức cẩn thận trong quá trình lau chùi bàn thờ để tránh tình trạng bề trên Phật ý mà đem đến những điều kém may mắn cho gia đình của bạn. Bên cạnh việc tìm hiểu câu hỏi có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên, bạn cũng nên biết cách vệ sinh bàn thờ đúng chuẩn nhất. Trước khi tiến hành lau chùi bàn thờ, bạn nên tắm rửa sạch sẽ để loại bỏ những bụi bẩn trên cơ thể, đem đến sự trong sạch nhất. Đối với những ngày bình thường, không phải là dịp cuối năm, bạn chỉ nên lau sạch các đồ cúng trên bàn thờ như đèn, chân nến mà không cần phải làm sạch toàn bộ.
Sau khi lau dọn bàn thờ, bạn không nên di chuyển bát hương. Đây là điều tối kỵ mà bạn cần phải ghi nhớ. Theo quan niệm tâm linh, đây chính là nơi trú ngụ của những người đã khuất, nên khi di chuyển sẽ làm kinh động đến thần linh, khiến cho bậc bề trên phật ý. Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình lau dọn bát hương, bạn nên nhớ không nên lau bằng nước lạnh mà nên sử dụng nước bao sái bàn thờ. Nước bao sái này chính là loại nước mà bạn đã pha trộn từ các loại thảo dược khác nhau, cụ thể như đinh hương, bạch đàn, quế hồi và gỗ vang để làm sạch bàn thờ. Nếu như bạn không tìm được các dược liệu như trên thì bạn cũng có thể dùng rượu pha với vài lát gừng để hiệu quả làm sạch đồ cúng được cao hơn. Để có thể có được nước lau bao sái thích hợp trên bàn thờ, bạn chỉ cần cho 5 loại thảo dược vào trong một bình chứa và tiến hành đun sôi. Sau đó bạn để nước âm ấm rồi dùng khăn sạch để lau bàn thờ. Dựa vào kích thước và diện tích của gian thờ mà bạn có thể pha chế được lượng nước khác nhau. Trong khi lau chùi, bạn nên hết sức cẩn thận và hạn chế xê dịch các đồ cúng trên bàn thờ, đặc biệt đó là bát hương. Theo quan niệm xa xưa, ông cha ta thường cho rằng bát hương càng có nhiều chân nhang thì càng thể hiện được tài lộc dành cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu tình trạng chân nhang quá nhiều, bạn nên rút bớt để bàn thờ luôn được sạch sẽ nhất và tránh được tình trạng hỏa hoạn. Sau khi bàn thờ được lau dọn, bạn cần tiến hành đặt các đồ cúng về vị trí như ban đầu. Quý vị thân mến, phần đầu chương trình thì chúng tôi đã trả lời cho quý vị câu hỏi đó là có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Phần tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một điều nữa cũng liên quan đến việc thờ cúng tổ tiên, đó là cách bày mâm cúng lễ trên bàn thờ gia tiên. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi để biết thêm chi tiết. Theo quan niệm dân gian, việc chuẩn bị sắm sửa lễ cúng cho các ngày lễ Tết, ngày rằm trong năm càng chu đáo sẽ càng mang đến cho gia đình nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, sắm sửa lễ cúng như thế nào là đầy đủ thì không phải ai cũng biết cách. Lễ cúng tổ tiên vào các ngày lễ trong năm chính là nghi lễ quan trọng và không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Việt. Mâm cơm cúng thể hiện tấm lòng của gia chủ đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất trong dòng họ. Bên cạnh đó còn gửi gắm những may mắn và hy vọng trong tương lai của các thành viên. Theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình cũng như tập tính của các vùng miền khác nhau trong cả nước mà mâm lễ cũng có sự khác nhau. Mâm lễ không cần phải quá cầu kỳ nhưng không phải vì vậy mà quá sơ sài và không chú trọng, cũng không cần theo một khuôn mẫu nhất định. Các yếu tố cốt lõi ở đây chính là tấm lòng thành kính của gia chủ đối với bề trên. Đối với mâm cúng lễ tổ tiên, bạn có thể thờ cúng mâm cơm mặn hay chay đều được. Độ phức tạp của mâm cúng cũng tùy thuộc vào tấm lòng của bạn. Không phải mâm cơm cúng lớn thì có thể thể hiện được sự thành kính của gia chủ, mà không phải mâm cơm cúng đơn giản thì không bày tỏ được ý niệm trên. Mâm cơm cúng của gia tiên nên đầy đủ các vị. Để có được mâm cơm cúng đầy đủ, thể hiện được sự sung túc và xóa bỏ những điều kém may mắn, cho dù là lễ mặn hay lễ chay hay là mâm lễ cúng như thế nào cũng được, nhưng mà cũng không thể thiếu những lễ vật sau. Đó là trái cây, hoa tươi, rượu nước, cau trầu, nước trà. Đây là những lễ vật cần thiết và mang ý nghĩa truyền thống của người dân Việt Nam. Thưa quý vị, việc thờ cúng là nét đẹp tâm linh của người Việt Nam nên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo mọi người. Để có thể đem đến những may mắn và thuận lợi cho các thành viên trong gia đình, gia chủ cần phải thể hiện được tấm lòng thành kính của mình. Để bạn có thể tránh được khỏi những điều cấm kỵ, sau đây sẽ là một số lưu ý thắp hương mà bạn không nên bỏ qua. Quý vị hãy cùng theo dõi để có thể nắm bắt được nhé! Thứ nhất, khi dâng hương lên bàn thờ, bạn cũng không nên dâng hoa và đồ cúng giả. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc thờ cúng và trong gia đình sẽ dễ tiêu hao tài lộc và may mắn. Do vậy, khi dâng lễ, bạn nên lựa chọn hoa tươi, quả tươi để tỏ được lòng thành kính của bản thân. Thứ hai, trong quá trình dâng hương, bạn nên ăn mặc đúng chuẩn mực, không mặc quần áo ngắn và nên ăn mặc nghiêm trang, lịch sự. Đây chính là nghi lễ trang trọng trong mỗi gia đình. Thứ ba, khi thắp hương bạn nên thể hiện được tấm lòng thành kính của mình, như vậy mới được bề trên chứng giám và phù hộ đem đến nhiều may mắn cho gia chủ. Có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không cũng là một vấn đề mà bạn đang rất quan tâm để đem đến cho gia đình nhiều may mắn và thuận lợi, đúng không ạ? Qua nội dung của ngày hôm nay thì có lẽ rằng quý vị cũng đã hiểu là chúng ta có nên thường xuyên lau dọn bàn thờ một cách cẩn thận hay không và cách lau như thế nào thì cũng đều đã rõ ràng. Điều thứ tư, bạn nên thắp nhang là số lẻ để đảm bảo được tính âm dương và hợp trong phong thủy, từ đó đem đến cho bạn những thành công trong cuộc sống. Thứ năm, gian thờ luôn phải trang nghiêm và yên tĩnh nhất.
Quý vị thân mến, phong tục thắp hương cho tổ tiên không những không bị mai một mà ngày càng đi sâu vào tiềm thức của mỗi người. Do đó, bàn thờ tổ tiên luôn là nơi linh thiêng nhất trong mỗi gia đình nên luôn được vệ sinh thật sạch sẽ. Và hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị đã có được câu trả lời phù hợp cho mình, đó là có nên lau chùi bàn thờ thường xuyên hay không. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.